Ngoài ra, anh Hậu cũng cảm ơn độc giả và các nhà hảo tâm thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ, quyên góp tiền gửi tới tài khoản của anh khi nghe tin anh phải bồi thường. Hiện số tiền trong tài khoản đã lên đến 150 triệu đồng. Với số tiền này, anh Hậu cho biết sẽ để lại một ít để cải thiện khó khăn, số còn lại sẽ đem đi giúp đỡ những người nghèo hơn mình ở Đồng Nai. Tài xế Hồ Kim Hậu, 30 tuổi, làm việc được 1 năm tại công ty Trang Tuấn. Trưa mùng 4 tháng 12, anh lái xe tải đi giao hơn 1.300 thùng bia từ thành phố Hồ Chí Minh cho một đại lý ở tỉnh Bình Thuận, đến vòng xoay Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi tài xế đang ôm cua thì chiếc xe bị nghiêng, thanh chắn gãy, đứt dây chằng, khiến hơn 1.000 thùng bia rơi xuống đường. Lúc này, hàng chục người dân địa phương và những người đi ngang qua đã xông vào cướp bia. Ngoài số bia bị vỡ nằm lăn lóc dưới đất, phần còn lại bị những người này lấy đi hết sạch.